Trong ngày 3 tháng 7, công ty đấu giá Danh Việt Nam sẽ tổ chức đấu giá 32.000 biển số trong 8 khung giờ. Khung giờ đấu giá kéo dài 25 phút, người trả giá cao nhất sẽ sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Trong phiên đấu giá lần này xuất hiện hàng loạt biển số tam hoa siêu đẹp của thành phố Hồ Chí Minh như 51D88444, 51E33111 và 51D88000. Đây đều là các biển số được nhiều người chơi biển số trên cả nước săn đón. Đặc biệt, phiên đấu giá lần này nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện biển số sành tiến siêu đẹp 89B02468 và biển số tứ quý 3 62A43333. Đây đều là các biển số có giá ước tính lên đến cả tỷ đồng. Kết thúc phiên đấu giá gần nhất ngày 2 tháng 7, biển số có mức trúng đấu giá cao nhất là 30L77799 có giá 785 triệu đồng.